Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019 có những nội dung chính sau đây. Hội thi tuyên truyền về điển hình dân vận khéo tỉnh Tuyên Quang góp phần nâng cao năng lực, khả năng công tác, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, từ đó khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, cổ vũ động viên và nhân rộng các điển hình, mô hình, cách làm dân vận khéo. Huyện Na Hàng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Ngày hội văn hóa thể thao du lịch năm 2019. Các thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang đã tạo việc làm cho trên 6.600 lao động với thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng trên người trên tháng. Năm 2018, đóng góp ngân sách nhà nước trên 49 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, Mỹ-Trung đạt thỏa thuận thương mại tạm thời. Trong một diễn biến khác, Hàn Quốc, Nhật Bản kết thúc vòng đàm phán thứ nhất về tranh cãi thương mại. Kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 20 năm ngày dân vận cả nước và 70 năm ngày Bác Hồ viết tác phẩm Dân vận 15 tháng 10. Sáng nay, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo của tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền về điển hình dân vận khéo tỉnh Tuyên Quang lần thứ tư năm 2019. Đến dự có các đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Nguyễn Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo của tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi. Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai trong toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần huy động tiềm năng, nguồn lực vào việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đến hết tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh có trên 12.000 mô hình, nội dung, việc làm, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó có nhiều điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa rộng rãi, được các cấp ủy đảng công nhận, nhân dân hưởng ứng, mang lại hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội. Hội thi lần này là cơ hội để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực, khả năng công tác, trách nhiệm và kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, từ đó khuyến khích tinh thần nhiệt tình, sáng tạo, cổ vũ động viên và nhân rộng các điển hình, mô hình, cách làm dân vận khéo. Bản làng không tiếng súng là tiểu phẩm phản ánh thực trạng sử dụng súng săn tự chế của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Lấy bối cảnh gia đình A Báo kiên quyết không nộp vì sử dụng súng đã thành thói quen lâu đời và việc chưa nhận thức được sự nguy hiểm cũng như hành vi tàng trữ vũ khí là vi phạm pháp luật. Các cán bộ công an huyện, cán bộ xã, thôn bản đã tuyên truyền vận động bằng lý lẽ, dẫn chứng cụ thể và quy định của pháp luật để thuyết phục. Gia đình A Báo đã nhất trí giao nộp vũ khí và hứa tuyên truyền vận động các hộ gia đình khác cùng giao nộp. Qua tiểu phẩm của chúng tôi thì đầu tiên là chúng tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm về việc vận động nhân dân trong thu hồi vũ khí vật liệu nổ cùng hỗ trợ trên địa bàn. Qua đó chúng tôi muốn giao lưu và học hỏi thêm những kinh nghiệm thực hiện những cái công tác vận dân vận khác ở của các cơ quan đơn vị khác. 10 đội thi là 10 tiểu phẩm đặc sắc nhưng không kém phần dí dỏm, vui tươi về các tình huống dân vận thực tế diễn ra ở địa phương như vận động nhân dân chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, giải tỏa hành lang, nâng cấp tuyến đường đô thị. Thông qua các tiểu phẩm và các câu hỏi của ban giám khảo, các đội đã lựa chọn hình thức tuyên truyền vận động hợp lý, hiệu quả, có hình thức giáo dục, nhắc nhở các hành vi vi phạm, cách giải quyết các mâu thuẫn tại cộng đồng đảm bảo tính thuyết phục hiệu quả. Chúng tôi tập trung vào làm sao nó phải cụ thể, sát thực và thực tế ở cơ sở. Toàn bộ những cái tiểu phẩm được biểu diễn ở trên hội thi thì đều là những cái sự việc, nội dung công việc có thật đã xảy ra ở các địa phương. Và những người tham gia được thi đều là những người trực tiếp tham gia và giải quyết những cái công việc, vụ việc sát với dân và có liên quan đến nhân dân. Chính vì đó nó có sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, giải khuyến khích và các giải phụ cho các đội có thành tích. Sáng nay 12 tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Na Hàng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao Đỏ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Ngày hội văn hóa thể thao du lịch năm 2019. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, Nông Quốc Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Giang đã trao bằng chứng nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ cho các huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền huyện Na Hàng nói riêng và cộng đồng dân tộc Dao đỏ toàn tỉnh nói chung trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống. Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Dao đỏ thể hiện các triết lý sống, phong tục tập quán của đồng bào Dao đỏ. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 3 của tỉnh Tuyên Quang. Lễ đón nhận bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch năm 2019 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện. Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc Dao đỏ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Thông qua đây nhằm giới thiệu về mảnh đất và con người huyện Na Hàng, tiềm năng thế mạnh về du lịch của địa phương, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ. Đặc biệt nhất khác với các dân tộc đó là cái nét thêu độc đáo, thêu đủ các loại màu sắc và không cần thêu một khuôn mẫu nào cả. Từ bé thì tôi đã được bố mẹ tôi dạy thêu thùa, cứ tiếp đời này sang đời khác, nối nhau để thêu thùa, để giữ bản sắc của dân tộc. Sau lễ đón nhận bằng công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao của huyện Na Hàng. Vượt qua khó khăn, các thành viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang nỗ lực hết mình vì sự phát triển của hội và doanh nghiệp, quyết tâm sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Anh Phạm Duy Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsubishi Moto tại Tuyên Quang, là một trong những thành viên mới của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang. Hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm xe ô tô và các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hành xe ô tô. Hiện đại lý của anh đang tạo việc làm và thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng cho 46 lao động trên địa bàn tỉnh. Tôi làm ở đây đã được gần 1 năm. Và tại Mitsubishi Tuyên Quang sẽ tạo môi trường cho tất cả anh em nhân viên, cán bộ trong công ty thì một môi trường làm việc rất là tốt. Các bộ phận như bán hàng và dịch vụ thì đều được đào tạo chính hãng từ Mitsubishi Moto. Thì chúng tôi đủ các cái tiêu chuẩn, các cái tay nghề để phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang đã góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí làm giàu chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập. Các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang đang tạo việc làm cho trên 6.600 lao động với mức thu nhập bình quân 5,8 triệu đồng trên người trên tháng. Năm 2018, đóng góp ngân sách nhà nước trên 49 tỷ đồng. Hội đã tập hợp được 84 hội viên. Các hội viên luôn đồng hành hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế cũng như an sinh xã hội. Với xu thế hội nhập và cạnh tranh như hiện nay, nhiều doanh nhân trẻ trong tỉnh đã ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, tái cơ cấu mô hình sản xuất để tạo ra các sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao để chiếm lĩnh nhiều thị trường. Từ đó ngày càng có nhiều doanh nhân trẻ điển hình, năng động trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi đã đưa ra cái định hướng mục tiêu chính vào vấn đề là các cái đối tượng thanh niên mới khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp. Họ rất là cần được cái sự giúp đỡ, sự hỗ trợ về mọi mặt, từ cái yếu tố về mặt động viên, về mặt tinh thần, cũng như là các cái chính sách vĩ mô của chính quyền để cho họ có những cái nhanh chóng hòa nhập vào cái cộng đồng doanh nhân chung của tỉnh. Bằng sức trẻ, bằng quyết tâm chung sức xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy tính sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ năng động, ngày càng phát triển. Là một doanh nghiệp có trên 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, chủ yếu là duy tu, bảo dưỡng, bảo trì đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ 232 đã nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn để tạo dựng uy tín. Trong giai đoạn doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, Công ty Cổ phần Đường bộ 232 luôn xác định cần phải có sự đầu tư đổi mới khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực cạnh tranh. Năm 2017, công ty đã đầu tư trạm trộn bê tông nóng công suất 110 tấn trên giờ tại huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, phục vụ thi công nâng cấp quốc lộ 279 với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, công ty đã thay thế bổ sung máy móc thiết bị chạm nghiền sàng đá công suất 50 tấn trên giờ tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm. Nhiều máy móc mới, hiện đại phục vụ thi công công trình và duy tu bảo dưỡng được đầu tư đáp ứng tiến độ của công trình, nhanh gọn và hiệu quả. Nhờ đó đã giúp công ty duy trì hoạt động ổn định, tạo việc làm cho trên 100 lao động. Trong cái giai đoạn hội nhập và phát triển này thì doanh nghiệp cũng có rất nhiều cơ hội để phát triển nếu biết tận dụng, biết phát huy những cái thế mạnh, năng lực của mình. Và doanh nghiệp rất mong muốn luôn luôn là được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện mà hỗ trợ cho doanh nghiệp những cái điều kiện thuận lợi nhất để phát triển và xây dựng được doanh nghiệp mà cái thương hiệu của mình ngày càng vững mạnh và cũng đóng góp được nhiều hơn cho ngân sách của nhà nước và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Nhờ có sự đầu tư thiết bị mới vào thi công, ưu tiên các thiết bị công nghệ phù hợp với công tác quản lý bảo dưỡng, mà vào mùa mưa bão, công ty vẫn luôn duy trì tốt công tác sửa chữa thường xuyên, đảm bảo cho tuyến đường luôn thông suốt, an toàn. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục khai thác, phát huy hết tiềm năng thế mạnh về con người, vị trí đất đai để mở rộng thêm một số lĩnh vực kinh doanh khác, tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nhân có tay nghề chuyên môn cao, có đủ năng lực hội nhập cạnh tranh lành mạnh về các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực, đưa công ty ngày càng phát triển. Nhận thức rõ vai trò chủ thể của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn, những năm qua, Hội Nông dân huyện Yên Sơn luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Được hỗ trợ về vốn và hướng dẫn kỹ thuật của Hội Nông dân xã, ông Phạm Văn Đắc, thôn Văn Lập, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ông đã đầu tư trồng các loại cây ăn quả trên diện tích 5 hectare đất đồi của gia đình. Mỗi năm, vườn cây này cho thu lãi gần 300 triệu đồng. Được vay cái vốn quỹ hỗ trợ nông dân, gia đình nhà tôi mang về là mua một số cây giống mới này, rồi là mua phân về để chăm sóc cây. Trong lúc trồng thì cũng có được đi học hỏi mọi người, rồi cũng được đi họp dự những hội thảo thì về mình rút cái kinh nghiệm để mình chăm sóc cây. Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, huyện hội đã chú trọng nâng cao chất lượng phong trào cả bề rộng lẫn chiều sâu. Thông qua phong trào, các cấp hội trong huyện đã tuyên truyền vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa những cây, con giống có giá trị kinh tế cao và phù hợp với đặc thù của từng địa phương vào nuôi trồng. Hiện nay, có hơn 3.000 hội viên nông dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ phát triển sản xuất ở vùng khó khăn được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 120 tỷ đồng. Trong năm qua thì Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã tập trung tuyên truyền rồi chỉ đạo rồi hướng dẫn giúp đỡ hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế, đặc biệt là đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã thành lập 157 tổ liên kết tổ vay vốn, tạo điều kiện cho hơn 3.000 hội viên nông dân vay để mà phát triển sản xuất. Với hướng đi đúng đắn và đa dạng phương thức hỗ trợ hiệu quả của Hội Nông dân huyện Yên Sơn đang tạo điều kiện giúp hội viên từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và trực tiếp góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mặc dù mới là 9 tháng đầu năm, nhưng đến thời điểm này, công tác giải quyết việc làm mới cho người lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt trên 107% kế hoạch. Kết quả này là tín hiệu vui đối với nhiều người lao động tại các địa phương trong tỉnh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi về chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra về tạo việc làm cho trên 100.000 lao động vào năm 2020. Hơn 22.000 lao động được tạo việc làm đạt trên 107% kế hoạch của cả năm nay và tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là những con số ấn tượng, nổi bật cho công tác giải quyết việc làm cho người lao động của Tuyên Quang đã được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thống kê mới đây về tạo việc làm cho người lao động. Trong đó, tất cả chỉ tiêu về lao động đi làm việc tại nước ngoài, lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước và lao động được tạo việc làm tại các ngành kinh tế tại tỉnh cũng đều đạt kết quả cao. Để tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình giáo dục việc làm và nghề nghiệp và giải quyết việc làm người lao động theo cái mục tiêu của nghị quyết đã đề ra ấy, thì chúng tôi đã có những cái chỉ đạo rất là kịp thời là hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai tốt các chương trình kế hoạch, đồng thời là hàng năm, mỗi một năm tổ chức từ 5 đến 6 cái phiên giao dịch việc làm tại trung tâm thành phố hoặc là tại các huyện, thành phố
để tạo cái cơ hội cho người lao động và các doanh nghiệp tiếp cận với nhau để nắm bắt được cái nhu cầu của người sử dụng cũng như người lao động. Việc thực hiện nhiều chính sách thu hút đầu tư của tỉnh cũng là một trong những yếu tố có tác động tích cực tạo việc làm cho rất nhiều lao động. Các giải pháp về thông tin thị trường lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động được triển khai đồng bộ. Số lao động được giải quyết việc làm tăng cả về số lượng và chất lượng. Người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm ổn định, thu nhập cao. Các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất khi tuyển dụng lao động quan tâm, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ và người lao động trên địa bàn tỉnh. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để một doanh nghiệp phát triển một cách bền vững thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chính vì lẽ đó cho nên là với An Hòa luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ nhân viên phát triển và đáp ứng cái yêu cầu của công ty cũng như là cái sự phát triển chung của công ty. Hàng năm thì chúng tôi luôn luôn chú trọng cái việc phát triển nguồn nhân lực. Những nỗ lực của các cơ quan chuyên môn, các địa phương trong công tác lao động việc làm trong 9 tháng đầu năm nay đã mang lại những cơ hội tốt để người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp, nâng cao đời sống. Trong phần tiếp theo của chương trình, lễ trao giải thưởng du lịch thế giới cho khu vực châu Á và châu Đại Dương, Việt Nam được đề cử ở hơn 200 hạng mục trao giải khác nhau, bao gồm cả đề cử cấp quốc gia và doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch. Nhiều tỉnh, thành phố ở Nhật Bản thành lập trung tâm tư vấn một cửa để hỗ trợ người nước ngoài, trong đó có các lao động Việt Nam, nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại. Ngày 12 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang tổ chức chung kết hội thi Điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật viên giỏi năm 2019. Tham dự vòng chung kết có 29 thí sinh xuất sắc đại diện cho hơn 300 điều dưỡng viên, hộ sinh, kỹ thuật viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Hội thi là dịp để tôn vinh những người làm công tác điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên, tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trong việc rèn luyện, trao đổi, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa giao tiếp ứng xử. Qua đó góp phần tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, xây dựng ngành y tế ngày một phát triển. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba và một số giải phụ cho các thí sinh đạt kết quả cao. Với trên 74 địa bàn điều tra và gần 3.200 hộ dân, cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được huyện Hàm Yên tích cực triển khai và thực hiện. Đến thời điểm này đã hoàn thành trên 50% kế hoạch đảm bảo tiến độ đề ra. Xã Minh Khương, huyện Hàm Yên có gần 100 hộ người dân tộc thiểu số cần được điều tra thu thập thông tin về kinh tế xã hội. Các điều tra viên và tổ trưởng đều trang bị và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để thu thập thông tin. Tôi được cử là điều tra hai thôn, thôn Thông Bon và thôn Ngoài Khương. Thì trong quá trình thực hiện công tác điều tra, thì tôi cũng đã tiến hành đi điều tra từng hộ và phỏng vấn các gia đình. Gia đình cũng nhiệt tình cung cấp thông tin đầy rất là đầy đủ. Huyện Hàm Yên có 17 dân tộc sinh sống ở 18 xã thị trấn trong huyện. Thực hiện điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, huyện Hàm Yên đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Huyện phân công 37 điều tra viên và 18 tổ trưởng thực hiện điều tra tại 74 thôn bản tổ dân phố với 3.200 hộ. Trong cuộc điều tra lần này, có 3 điểm mới quan trọng là ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để các điều tra viên hỏi và ghi chép thông tin tại hộ và sử dụng phiếu điện tử trực tuyến để thu thập các thông tin. Mẫu điều tra được cải tiến trong thiết kế với sự hỗ trợ từ các chuyên gia của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Trong khi điều tra thì cũng phát sinh một số cái khó khăn nhất định. Tuy nhiên, qua cái tuyển chọn điều tra viên và cái tập huấn về nghiệp vụ, chúng tôi đã truyền tải cho điều tra viên nắm chắc về cái nghiệp vụ và kỹ thuật khi sử dụng cái điều tra trên phiếu điện tử. Cho đến thời điểm này là chúng tôi đã điều tra được trên 50% số hộ theo phương án. Về sự chỉ đạo tích cực của Ban chỉ đạo của Tổng điều tra huyện Hàm Yên và sự vào cuộc của các cấp các ngành, các tổ chức đoàn thể và sự quyết tâm cao của đội ngũ điều tra viên đã giúp công tác điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn huyện đang thực hiện đúng tiến độ đề ra.
Hôm nay 12 tháng 10 tại Phú Quốc diễn ra lễ trao giải thưởng du lịch thế giới cho khu vực châu Á và châu Đại Dương. Hơn 50 thương hiệu và điểm đến du lịch tốt nhất khu vực châu Á, châu Đại Dương sẽ được vinh dự xướng tên. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện quan trọng này. Trong đêm gala World Travel Awards 2019 tối nay, Việt Nam được đề cử ở hơn 200 hạng mục trao giải khác nhau, bao gồm cả đề cử cấp quốc gia và doanh nghiệp du lịch, dịch vụ du lịch. Những giải thưởng được thế giới ghi nhận sẽ góp phần khẳng định thương hiệu du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Năm ngoái, du lịch Việt Nam giành được 5 giải thưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là điểm đến hàng đầu châu Á, nhà điều hành tour du lịch hàng đầu châu Á cho công ty Viettravel, hãng hàng không hàng đầu châu Á hạng phổ thông cao cấp cho Vietnam Airlines, khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu châu Á và kỳ nghỉ hàng đầu châu Á tại Đà Nẵng. Minh chứng điểm đến hàng đầu châu Á của Việt Nam được khẳng định qua con số thống kê lượng khách quốc tế đến liên tục tăng. Riêng 9 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 13 triệu lượt người, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, tăng cao hơn nhiều mức tăng chung của khu vực và thế giới. Có rất nhiều các cái tổ chức có uy tín trên thế giới đã bình chọn Việt Nam cho rất là nhiều các cái giải thưởng danh giá trong đối với tất cả các lĩnh vực khác nhau của du lịch Việt Nam. Điều đó trước hết khẳng định rằng là Việt Nam đã trở thành một cái điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế. Nhiều đơn vị du lịch kỳ vọng trong lễ trao giải khu vực châu Á, châu Đại Dương, Việt Nam sẽ được vinh danh ở nhiều hạng mục, trong đó có điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á. Khách đến với Việt Nam thì họ đến với cái giá trị văn hóa, đến với cái di tích, đến với các cái di sản mà được UNESCO công nhận, mà thêm cái ẩm thực nữa mà được thế giới công nhận thì nó rất là tuyệt vời. Cái khách hàng quốc tế mà khi đến Việt Nam thì đánh giá rất là cao cái văn hóa, bốn cái yếu tố văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và con người. Thì đấy là bốn cái điểm mạnh nhất và khác biệt độc đáo của du lịch Việt Nam so với các nước trong khu vực. Thì cái việc mà nhận được cái giải thưởng uy tín của World Travel Awards là cái sự công nhận những cái giá trị nổi trội của Việt Nam. Ẩm thực cũng là một trong những đề cử cho giải thưởng du lịch thế giới diễn ra vào tháng 11 năm nay tại Muscat, Oman. Theo Tổng cục Du lịch, đây là lần đầu tiên nền ẩm thực hấp dẫn của Việt Nam được giải thưởng du lịch thế giới đưa vào danh sách đề cử và bình chọn trên toàn cầu. Để bình chọn cho Việt Nam, công chúng có thể truy cập vào trang web World Travel Awards. Hạn cuối bầu chọn là 20 tháng 10 năm 2019. Việt Nam là một trong những cái điểm đến được tổ chức bình chọn giải thưởng du lịch thế giới, đề xuất 6 cái đề cử, trong đó có đề cử Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu thế giới về văn hóa ẩm thực. Chúng tôi hy vọng, kỳ vọng rất là lớn về cái đề cử này. Việc Việt Nam được đề cử trong nhiều hạng mục phạm vi toàn cầu, không chỉ ở phạm vi khu vực như những năm trước, cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam ngày một lan tỏa rộng trên bản đồ du lịch thế giới, chất lượng, thương hiệu điểm đến Việt Nam ngày càng được khẳng định. Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phố ở Nhật Bản đã thành lập trung tâm tư vấn một cửa để hỗ trợ người nước ngoài, trong đó có các lao động Việt Nam, nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống ở nước sở tại. Cuối năm 2018, chính phủ Nhật Bản đã triển khai gói chính sách gồm 126 điểm, trong đó sẽ thành lập khoảng 100 trung tâm tư vấn một cửa nhằm hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại đây. Gunma là một tỉnh miền trung của Nhật Bản, hiện đang có xấp xỉ 6.000 người Việt Nam cư trú làm việc và học tập. Tháng 7 vừa qua, tỉnh Gunma đã đưa trung tâm tư vấn hỗ trợ người nước ngoài vào hoạt động. Tại đây có các nhân viên tư vấn trực tiếp bằng tiếng Việt và 4 ngôn ngữ khác. Tỉnh Gunma có nhiều người nước ngoài đến học tập và làm việc, trong đó có nhiều người Việt Nam. Họ thường gặp một số khó khăn do sự khác biệt về văn hóa. Rất nhiều người đã đến đây để trao đổi về những khó khăn mà họ gặp phải trong cuộc sống. Chúng tôi muốn tạo ra động lực để họ vượt qua các khó khăn đó. Hy vọng rằng trung tâm sẽ mang lại hạnh phúc cho mọi người. Người nước ngoài đến đây sẽ được tư vấn về các vấn đề thiết yếu trong cuộc sống như các thủ tục đăng ký cư trú, việc làm, giáo dục, phúc lợi xã hội, chăm sóc y tế. Nguyễn Việt Hùng là một sinh viên đang theo học tại trường Nippon Omotenashi. Hôm nay, Hùng đến để hỏi về vấn đề thuế và thủ tục nộp thuế. Trong cuộc sống của người Việt Nam ở nước ngoài sẽ gặp rất nhiều khó khăn do thiếu hiểu biết về những thông tin. Qua những bộ phận một cửa như thế này, các bạn sẽ
tìm hiểu được một lượng thông tin rất là lớn, qua đó giúp ích cho các bạn trong quá trình sống và làm việc tại nước ngoài, đặc biệt là tại Nhật Bản. Trước đó, trong cuộc gặp với đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, ông Ichita Yamamoto, thống đốc tỉnh Gunma khẳng định, người nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam nói riêng đã trở thành một bộ phận quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gunma. Vì vậy, chính quyền tỉnh luôn coi trọng vấn đề làm thế nào mọi người đều có thể sinh sống và học tập một cách thoải mái hơn ở tỉnh này. Kết thúc ngày họp thứ hai, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận tạm thời giúp hạ nhiệt đối đầu thương mại song phương. Tuy là thỏa thuận tạm thời, nhưng đây có thể là bước đột phá cho 18 tháng thương chiến kéo dài giữa hai nền kinh tế. Theo tinh thần thỏa thuận tạm thời này, Mỹ sẽ hoãn kế hoạch tăng thuế lên 30% đối với tổng trị giá 250 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc vào ngày 15 tháng 10. Đổi lại, Trung Quốc được cho là sẽ mua vào đáng kể nông sản Mỹ, đồng thời đáp ứng nhất định yêu sách bảo hộ sở hữu trí tuệ cũng như mở cửa thị trường tài chính. Đây là những tiến triển tích cực ban đầu trong đàm phán thương mại song phương. Thỏa thuận này dự kiến sẽ được chính thức hóa bằng văn bản trong vòng từ 3 đến 5 tuần tới. Sau đó hai bên được cho là sẽ tiếp tục đàm phán giai đoạn 2. Đây là lúc những vấn đề còn nhiều khúc mắc như chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp nhà nước cũng như các chế tài liên quan sẽ tiếp tục được thương lượng. Một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời là điều mà cả Mỹ và Trung Quốc đều cần trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, sớm hay muộn hai bên cũng sẽ phải động đến những nội dung khó nhằn trong bản đàm phán thương mại song phương. Đến lúc đó, tình thế chắc chắn sẽ thay đổi với cả hai nền kinh tế. Vấn đề là liệu bên nào sẽ có lợi thế hơn trong đàm phán. Ngày 11 tháng 10, Hàn Quốc và Nhật Bản đã kết thúc vòng đàm phán thứ nhất về tranh cãi thương mại song phương với một thỏa thuận sẽ gặp lại để tiếp tục tiến hành các hoạt động tham vấn. Trước đó, phái đoàn hai nước đã gặp nhau tại Geneva sau khi Seoul khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hồi tháng trước về chính sách thắt chặt các hoạt động kiểm soát xuất khẩu của Tokyo. Phát biểu trước báo giới, trưởng đoàn đàm phán của Hàn Quốc Chung Hae-won cho biết hai bên đã nhất trí rằng các cuộc tham vấn tiếp theo là cần thiết và quyết định lên kế hoạch cho vòng đàm phán song phương thứ hai thông qua các kênh ngoại giao. Các cuộc đàm phán trên là một phần của tiến trình giải quyết tranh chấp được quy định trong các quy định của WTO. Nếu các cuộc đàm phán thất bại, Hàn Quốc sẽ có thể yêu cầu WTO thành lập một ủy ban giải quyết tranh cãi, hoạt động như một tòa sơ thẩm. Ngày 11 tháng 10, đoàn đàm phán Brexit của Anh và EU thảo luận đề xuất mới của Thủ tướng Anh. Cuộc gặp được cho là có tính xây dựng. Tuy nhiên, hiện có không ít người hoài nghi về khả năng hai bên có thể tiến tới một văn bản thỏa thuận Brexit trong thời gian tới để kịp cho các quốc gia thành viên có thể ký thông qua tại hội nghị thượng đỉnh EU. Đây là hội nghị cuối cùng trước hạn chót Brexit hiện tại là 31 tháng 10. Trong ngày 11 tháng 10, ông Barnier đã gặp Bộ trưởng Brexit của Anh Stephen Barclay trong cuộc trao đổi mà cả hai đều đánh giá là mang tính xây dựng. Về phía châu Âu, ông Michel Barnier sau cuộc nói chuyện thăm dò trong bữa sáng với trưởng đoàn đàm phán Anh đã cho rằng đề xuất của nước Anh là đáng được xem xét. Trong bối cảnh chỉ còn gần 3 tuần trước thời hạn chót Brexit Anh rời Liên minh châu Âu EU 31 tháng 10 tới, các nước EU đã chấp thuận để trưởng đoàn đàm phán Brexit, ông Michel Barnier tiếp tục các cuộc đàm phán sâu hơn với London. Trong khi đó, trả lời báo giới tại thủ đô Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tỏ ra khá mập mờ khi đề cập đến khả năng đạt được thỏa thuận Brexit hay không. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng, vài giờ đồng hồ tới có thể sẽ là thời điểm mang tính quyết định. Cũng trong ngày 11 tháng 10, nhiều ngân hàng đầu tư lớn đang ngày càng lạc quan về triển vọng Brexit có thỏa thuận sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Boris Johnson và người đồng cấp Ireland Leo Varadkar. Trước đó, Thủ tướng Anh vẫn tuyên bố là dù thế nào thì ngày 31 tháng 10 này, nước Anh sẽ ra đi, kể cả có hay không có thỏa thuận. Biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland thuộc Anh vẫn là yếu tố lớn nhất gây chia rẽ. Hiện cả London và EU đặt ra mục tiêu có thể nhất trí về một thỏa thuận Brexit tại hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 17 đến 18 tháng 10 tới, để Anh ra đi đúng hạn chót vào ngày 31 tháng 10. Ngày 11 tháng 10, hãng sản xuất ô tô Renault của Pháp thông báo ban lãnh đạo công ty này đã cách chức giám đốc điều hành Thierry Bolloré chỉ 9 tháng sau khi ông này được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của Renault, trong bối cảnh cựu chủ tịch Nissan Carlos Sainz, đồng thời kiêm chủ tịch hãng Renault, bị bắt với cáo buộc vi phạm tài chính. Trong một tuyên bố ngắn, hãng Renault không đưa ra lý do về quyết định bất ngờ trên, mà chỉ nêu rõ giám đốc tài chính Dan Booth
sẽ tạm thời đảm nhận cương vị CEO của hãng trong thời gian công ty này tìm kiếm lãnh đạo mới. Trước đó, ban lãnh đạo hãng Renault đã nhóm họp để đưa ra quyết định cách chức ông Bolo. Một nguồn thạo tin cho hay, dù ông Bolo từ chức hay bị sa thải, song Renault vẫn chưa tìm kiếm lãnh đạo mới để thay ông Bolo và sẽ bổ nhiệm một CEO tạm thời. Alexei Leonov, nhà du hành vũ trụ huyền thoại của Liên Xô, người đầu tiên đặt chân lên vũ trụ cách đây 54 năm, vừa qua đời ở tuổi 85. Theo Trung tâm Đào tạo Vũ trụ Nga, ông Alexei Leonov qua đời vào hôm qua 11 tháng 10 tại Moscow sau nhiều năm mang trọng bệnh. Cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos đã công bố tin tức trên trang web nhưng không nói rõ nguyên nhân ông Leonov qua đời. Theo truyền thông Nga, ông đã có vấn đề về sức khỏe trong nhiều năm. Để tôn vinh Leonov với tư cách là người tiên phong trong lĩnh vực thám hiểm vũ trụ, NASA đã truyền trực tiếp hình ảnh hai phi hành gia Mỹ bước ra khỏi tàu bên ngoài trạm vũ trụ quốc tế để đưa tin Leonov qua đời. Leonov là một biểu tượng cả nước Nga, quê hương ông, cũng như ở Mỹ. Leonov đã ghi tên mình vào lịch sử thám hiểm vũ trụ vào ngày 18 tháng 3 năm 1965 khi ông bước ra khỏi khoang vũ trụ Voskhod 2, chỉ giữ mình bằng một giây buộc. Những thông tin đáng chú ý trong phần tin quốc tế cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 12 tháng 10 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Tiếp ngoài sau chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và xin kính chào tạm biệt. Tin gió mùa Đông Bắc, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn tiếp tục di chuyển và nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối mai 13 tháng 10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Từ ngày 14 tháng 10, không khí lạnh sẽ được tăng cường mạnh hơn. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong đêm nay và ngày mai 12 đến 13 tháng 10, các khu vực có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Ngày 14-15 tháng 10, các khu vực trong tỉnh có mưa nhiều nơi. Từ ngày 14 tháng 10, trời lạnh vào đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 10 năm 2019. Khu vực vùng núi phía Bắc gồm các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hàng, Lâm Bình. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực đồi núi phía Nam gồm các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%. Khu vực thành phố Tuyên Quang gồm 13 xã phường, nhiều mây có mưa rào và có lúc có dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%.